Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Aclofenac. Tác dụng của Aclofenac là gì? Thuốc này là một loại thuốc kháng viêm không steroid, thuốc được chỉ định để điều trị sốt, đau, viêm cột sống dính khớp và viêm khớp. Thuốc ngăn chặn hoạt động của một chất cyclooxygenase có thể gây đau, sưng và viêm trong cơ thể. Bạn uống Aclofenac như thế nào? Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng. Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về thuốc và cung cấp một danh sách đầy đủ các tác dụng phụ mà bạn có thể mắc phải khi dùng thuốc. Uống Aclofenac theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, liều thông thường cho người lớn là 100mg, uống 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối. Uống thuốc trong khi ăn hoặc ngay sau khi ăn, điều này sẽ giúp bảo vệ dạ dày của bạn khỏi các tác dụng phụ như xuất huyết tiêu hóa. Bạn bảo quản Aclofenac như thế nào? Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm, tránh ánh sáng. Không bảo quản trong phòng tắm, không bảo quản trong ngăn đá, mỗi loại thuốc có thể có các phương pháp bảo quản khác nhau. Đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì, hoặc hỏi dược sĩ, giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi. Không vứt thuốc vào toilet hoặc đường ống dẫn nước trừ khi có yêu cầu, vứt thuốc đúng cách khi thuốc quá hạn hoặc không thể sử dụng. Tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc công ty xử lý rác thải địa phương về cách tiêu hủy thuốc an toàn. Liều dùng, những thông tin được cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định dùng thuốc. Liều dùng Aclofenac cho người lớn là gì? Liều dùng thông thường cho người lớn bị đau và viêm kết hợp với rối loạn cơ xương và khớp. Người lớn, 100mg 2 lần một ngày dùng đường uống. Nếu bạn bị suy thận, có thể cần phải giảm liều. Liều dùng Aclofenac cho trẻ em là gì? Liều dùng cho trẻ em vẫn chưa được nghiên cứu và quyết định. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn định dùng thuốc này cho trẻ. Aclofenac có những hàm lượng nào? Aclofenac có những dạng và hàm lượng sau. Viên nang, thuốc uống, 250mg. Tác dụng phụ, bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng Aclofenac? Gọi cấp cứu nếu bạn có các dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng như sưng mặt, lưỡi, họng, phát ban, khó thở. Các tác dụng phụ bao gồm bệnh tiêu chảy, buồn nôn, đau đầu, chứng khó tiêu, ợ nóng, đau bụng, đầy hơi, cảm giác muốn bệnh, chóng mặt và phát ban. Không phải ai cũng biểu hiện các tác dụng phụ như trên. Có thể có các tác dụng phụ khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Thận trọng cảnh báo, trước khi dùng Aclofenac bạn nên biết những gì? Trước khi sử dụng Aclofenac, bạn nên báo với bác sĩ nếu bạn bị dị ứng với Aclofenac hoặc bất kỳ loại thuốc thảo dược nào khác. Báo với bác sĩ nếu bạn đang dùng bất kỳ thuốc thảo dược hoặc thực phẩm chức năng. Báo với bác sĩ nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Những điều cần lưu ý nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Vẫn chưa có đầy đủ các nghiên cứu để xác định rủi ro khi dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú. Trước khi dùng thuốc, hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Tương tác thuốc. Aclofenac có thể tương tác với thuốc nào? Tương tác thuốc có thể làm thay đổi khả năng hoạt động của thuốc hoặc gia tăng ảnh hưởng của các tác dụng phụ. Tài liệu này không bao gồm đầy đủ các tương tác thuốc có thể xảy ra. Hãy viết một danh sách những thuốc bạn đang dùng, bao gồm thuốc được kê toa, không kê toa và thực phẩm chức năng, và cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn xem. Không được tự ý dùng thuốc, ngưng hoặc thay đổi liều lượng của thuốc mà không có sự cho phép của bác sĩ. Aspirin và các thuốc giảm đau không steroid khác: ciclosporin, digoxin, lithium, methotrexate, mifepristone, tacrolimus, warfarin, zidoadin, các thuốc ức chế men chuyển, thuốc đối kháng thụ thể angiotensin 2, thuốc chống đông máu, thuốc trị tiểu đường, thuốc chống tăng huyết áp, thuốc chống kết tập tiểu cầu, glycosidim, corticosteroid, thuốc lợi tiểu, thuốc làm hạ đường huyết, thuốc có nguy cơ gây xuất huyết tiêu hóa, các thuốc giảm đau khác, thuốc ức chế có chọc lọc trên COX 2, thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali, kháng sinh nhóm quinolone, các thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc. Thức ăn và rượu bia có tương tác tới Aclofenac không? Những loại thuốc nhất định không được dùng trong bữa ăn hoặc cùng lúc với những loại thức ăn nhất định vì có thể xảy ra tương tác. Rượu và thuốc lá cũng có thể tương tác với vài loại thuốc nhất định. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia sức khỏe của bạn về việc uống thuốc cùng thức ăn. Rượu và thuốc lá, tình trạng sức khỏe nào ảnh hưởng đến Aclofenac? Tình trạng sức khỏe của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc này. Báo cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, đặc biệt là suy thận nặng, khẩn cấp, quá liều. Bạn nên làm gì trong trường hợp khẩn cấp hoặc dùng quá liều? Trong trường hợp khẩn cấp hoặc quá liều, gọi ngay cho trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm y tế địa phương gần nhất. Bạn nên làm gì nếu quên một liều? Nếu bạn quên dùng một liều thuốc, hãy uống càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và uống liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch, không uống gấp đôi liều đã quy định. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.